Hello, xin chào cả nhà. Thì tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung. Lực Tàn sẽ cập nhật liên tục 24/24 những thông tin mới nhất để gửi tới tất cả mọi người. Thì trong chiều ngày 7 tháng 9 năm 2021, Lực Tàn cũng đã cập nhật được một số thông tin. Tin vui càng vui và tin vui nó cũng dồn dập. Dù đó là một chút xíu nó nhỏ nhôi nhưng mà Lực Tàn cảm thấy đây quả thật là những cái tin mà đáng phải được cập nhật để gửi tới tất cả mọi người. Thông tin được cập nhật mới nhất trong chiều ngày 7 tháng 9 liên quan đến con gái Wendy Phạm của ca sĩ Phi Nhung và đã tiết lộ với lại một người bạn thân của ca sĩ Phi Nhung để cho chúng ta biết rõ cái sự việc này như thế nào. Trong suốt cái quá trình vừa rồi thì tất cả mọi người cũng có thể thấy rằng là những thông tin thất thiệt đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội và làm cho câu chuyện đã náo động. Thì Lực Tàn cũng đã cố gắng cập nhật những thông tin thất thiệt đó để gửi đến tất cả mọi người để mọi người biết và né tránh. Thì trong chiều ngày hôm nay, không để cho quý vị chờ đợi lâu, Lực Tàn sẽ có những cái thông tin mới nhất xoay quanh cái sự việc tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung. Được cho rằng là ca sĩ Phi Nhung sẽ có thể rút ống thở trong thời gian khoảng tuần tới nếu như tiến triển tốt như hiện tại bây giờ. Và những cái thông tin nói rằng Phi Nhung ăn cháo được, uống sữa được là chưa có thông tin. Và đó là những thông tin mơ hồ mà chúng ta cũng chưa thực chính xác từ người nhà cung cấp và người nhà cũng đã phủ nhận cái điều đó. Nói rằng ca sĩ Phi Nhung bây giờ ăn uống là phải dùng một cái dây đâm thẳng xuống dạ dày để cho thức ăn vào nha cả nhà. Và thở cũng phải dùng ống thở luôn. Đấy, đang lọc máu, thở oxy liều cao và vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Cho nên là tất cả mọi người cứ bình tĩnh và chờ đợi. Và có những cái tiến triển cực kỳ tốt khi bác sĩ cũng đã tận tình chăm sóc và đã thông báo thông tin cho chúng ta rằng là nếu như cứ tiến triển như vậy thì sau một thời gian ngắn khoảng một tuần nữa thì ca sĩ Phi Nhung có thể rút ống thở và có thể rằng là tỉnh lại nha cả nhà. Thì bây giờ Lực Tàn sẽ đọc những cái thông tin mới nhất mà Lực Tàn vừa mới cập nhật cho mọi người để mọi người biết rõ thông tin hơn. Con gái ca sĩ Phi Nhung có thể tuần sau người ta sẽ rút ống thở cho mẹ. Dù đó là thông tin vui nhưng tất cả chỉ là tin đồn thất thiệt thôi, không đúng chút nào cả, không phải tin xác thực từ người nhà của Phi Nhung. Tôi là người thường xuyên trò chuyện với Wendy, con gái của Phi Nhung nên tôi biết. Tức là đây là cô bạn thân của ca sĩ Phi Nhung là Trigi Phương Trinh nói nha cả nhà. Mới đây trong một buổi live stream với ca sĩ Cam Thơ, vợ của nhạc sĩ Lê Quang, ca sĩ Trigi Phương Trinh, vợ cũ của Bằng Kiều, đã vui mừng cập nhật tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung thông qua lời của con gái Wendy. Cô nói: "Ngày hôm nay tôi rất vui vì nhận được điều mình đang mong đợi suốt cả tuần qua. Đó là được cập nhật tình hình sức khỏe của Phi Nhung vừa mới xong. Mấy hôm trước mọi người còn nghe thông tin Phi Nhung đã tỉnh dậy ăn cháo được. Dù đó là tin vui đấy nhưng chỉ là tin thất thiệt thôi, không đúng chút nào và không phải tin xác thực từ người nhà của Phi Nhung. Tôi là người thường xuyên trò chuyện với Wendy, con gái của Phi Nhung nên tôi biết rất rõ chuyện này. Vừa rồi, trên đường tôi đi đến đây, Wendy con gái của Phi Nhung đã gọi điện cho tôi để cập nhật tình hình sức khỏe của mẹ Phi Nhung. Con bé nói rằng hiện tại mẹ đang tập thở. Nếu tình hình tiến triển tốt, có thể tuần sau người ta sẽ rút ống thở cho mẹ. Mọi người cần biết khi dùng máy trợ thở, người ta sẽ đút nguyên một cái ống vào cổ họng của Phi Nhung để tạo thành đường thở nhân tạo. Mấy ngày hôm nay, các bác sĩ đã bắt đầu cho Phi Nhung tập thở dần dần. Tôi có hỏi Wendy rằng Phi Nhung đang hôn mê thì tập thở bằng cách nào? Con bé nói rằng sự hôn mê này là nhân tạo, tức là các bác sĩ làm cho Phi Nhung hôn mê tạm thời để chịu được việc đút ống thở vào sâu trong cổ họng. Mấy hôm nay, cứ đến buổi sáng là các bác sĩ sẽ cho Phi Nhung tỉnh lại để tự tập thở. Ban đêm họ mới cho thuốc nhiều hơn để ngủ cho dễ. Về vấn đề ăn uống, hiện tại Phi Nhung vẫn chưa tự ăn được mà phải dùng một ống truyền thức ăn thẳng vào dạ dày giúp nuôi cơ thể tồn tại. Vì vậy, những thông tin Phi Nhung tự ăn cháo uống sữa được là thông tin chưa chính xác. Dù tôi cũng rất mong tin đó trở thành hiện thực. Nhận được thông tin từ Wendy như vậy tôi rất mừng. Nếu dùng máy trợ thở quá lâu sẽ gây nhiễm trùng, không tốt cho cơ thể của Phi Nhung. Việc Phi Nhung tập thở được là một dấu hiệu rất tốt. Những lời cầu nguyện từ phía mọi người đang dần dần được hồi chiếu.
Tôi mong chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho ca sĩ Phi Nhung. Tiếp đó, vợ Bằng Kiều thông báo thêm, tôi cũng xin nói luôn toàn bộ số tiền mọi người chuyển cho tôi vào sinh nhật để làm từ thiện. Tôi xin làm dưới tên của Phi Nhung, góp phần công đức giúp cho Phi Nhung tích thêm phước đức để sớm vượt qua cơn bạo bệnh này. Đó, đây là những cái thông tin mới nhất và chính xác nhất từ phía vợ cũ của Bằng Kiều, khi chị ấy cũng đã có liên hệ với cô Wendy, tức là con gái của ca sĩ Phi Nhung, và cập nhật thông tin chính xác nhất cho chúng ta về tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung trong chiều ngày 7 tháng 9 năm 2021 hôm nay. Thì những cái dấu hiệu là nói rằng ca sĩ Phi Nhung đang hôn mê, thì cô Wendy cũng có nói rằng vào ban ngày thì bác sĩ sẽ cho ca sĩ Phi Nhung uống thuốc ngủ cũng như là những cái vấn đề này kia để bắt buộc Phi Nhung phải hôn mê để được đút cái ống thở vào bên trong cho nó đỡ khó chịu, và Phi Nhung sẽ được thở dễ hơn nha cả nhà. Và ban đêm thì cho Phi Nhung tỉnh dậy để cho Phi Nhung có những cái dấu hiệu gọi như là tập thở nha. Đó là những cái thông tin mới nhất. Nhưng cái dấu hiệu mà đút cái ống thở vào trong cái cổ họng của mình á, lâu dài thì nó sẽ gây ra nhiễm trùng và rất nguy hiểm cho cái đường thở của mình. Cho nên là cũng rất mong ca sĩ Phi Nhung sẽ cố gắng tự tập thở và vượt lên chính mình để tuần sau có thể tự thở và không cần dùng đến ống thở nữa. Còn vấn đề về ăn uống thì đặc biệt một câu rằng là phải đút ống vào bên trong và không tự ăn được, và họ sẽ tiêm thức ăn vào bên trong dạ dày để nó sẽ tiêu hóa và cung cấp thức ăn cho cơ thể. Thì chúng ta cũng cảm thấy đây là những cái tín hiệu cũng cực kỳ vui khi ca sĩ Phi Nhung là không còn có dấu hiệu hôn mê nữa và chỉ phải hôn mê nhân tạo, tức là người tự bắt cho Phi Nhung phải hôn mê để Phi Nhung được sự trợ giúp của cái ống thở vào trong người. Thì đó là những thông tin mới nhất mà Lực Tàng cập nhật cho mọi người là như vậy. Còn thông tin mà ăn uống được là thông tin sàm, thông tin tầm bậy, đó cũng chỉ là cái thông tin chúng ta rất là mong muốn nhưng chưa được. Thì trong tuần sau nếu như mà có cái sự tiến triển tốt thì ca sĩ Phi Nhung sẽ có thể là tự thở và một thời gian ngắn nữa thì có thể là sẽ được xuất viện nha cả nhà. Đây là thông tin mới và rất là vui cho tất cả chúng ta. Còn những cái thông tin liên quan đến tình hình của ca sĩ Mạnh Quỳnh thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là Phi Nhung và Mạnh Quỳnh là một cặp đôi bài trùng khi hát ở trên sân khấu, và có những cái động tác, thao tác, hành động cực kỳ tình tứ khiến cho tất cả mọi người cảm thấy giống như thể đó là cặp đôi vợ chồng thực sự. Nhưng tất cả mọi người đã sai lầm khi ca sĩ Mạnh Quỳnh đã có vợ và hai đứa con trai riêng biệt, cuộc sống của họ đang rất hạnh phúc. Hiện tại bây giờ họ nhắm đến Phi Nhung và gọi như là trù ẻo Phi Nhung, đưa những thông tin thất thiệt. Hết rồi bắt đầu họ sẽ chuyển sang Mạnh Quỳnh, nói rằng là Mạnh Quỳnh đã xuất hiện và nói Mạnh Quỳnh là cha của Wendy Phạm, là con gái ruột của Phi Nhung. Và nói rằng Mạnh Quỳnh đang có dấu hiệu vợ chồng lục đục khi ca sĩ Mạnh Quỳnh quan tâm quá sức đến ca sĩ Phi Nhung và đưa ra những cái thông tin nói rằng là ca sĩ Mạnh Quỳnh đưa ra cuốn nhật ký ngồi khóc lóc khi đọc đến Phi Nhung rồi vợ phát hiện đồ này kia. Nói rằng là gia đình đang có cái sự lục đục khi vợ ghen, vợ của Mạnh Quỳnh ghen Mạnh Quỳnh với Phi Nhung. Thì đó là những thông tin họ đưa ra cũng chỉ là thất thiệt và vui nhộn thôi. Thì cũng rất mong mọi người á, theo dõi thì mọi người hãy để ý lại. Còn hiện tại bây giờ những thông tin chính xác về ca sĩ Mạnh Quỳnh không có một cái dấu hiệu gì gọi như là lục đục trong gia đình, và họ đang sống rất hạnh phúc. Họ cũng đang rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung. Mạnh Quỳnh và Phi Nhung là hai bạn diễn ăn ý và rất là quan tâm đến nhau, nhưng họ chỉ là quan tâm về tình bạn chứ không phải là tình yêu như tất cả mọi người nghe được. Còn thông tin nói rằng là cha ruột của cô Wendy Phạm thì mọi người cũng có thể nhìn thấy hình ảnh của Wendy Phạm là con gái của ca sĩ Phi Nhung, là một người lai Tây hoàn toàn, nửa Việt nửa Mỹ, thì không thể nào nói rằng là Mạnh Quỳnh là cái người mà gieo giống để đưa Wendy Phạm gọi như là trở thành con gái của Mạnh Quỳnh được. Chúng ta nhìn vào là chúng ta đã biết rồi, một người lai gốc lai Việt, gốc lai Mỹ, thì nhìn vào là chúng ta đã thấy những cái cặp mắt cũng như là cái khuôn mặt giống y như thể là người Mỹ lai Việt, thì chúng ta nhìn cái chúng ta phát hiện ra ngay. Làm gì có cái chuyện mà đó chính là con gái của Mạnh Quỳnh, đúng không ạ mọi người? Thì chúng ta hãy phân tích một cách sâu sát để chúng ta biết được. Còn những cái thông tin thất thiệt thì hiện tại bây giờ họ đưa ra rất nhiều, và chúng ta cũng mong là những cái thông tin thất thiệt mà có cái dấu hiệu tốt cho ca sĩ Phi Nhung á, nó sẽ trở thành hiện thực. Còn những cái thông tin thất thiệt mà trù ẻo Phi Nhung thì đó là những trường hợp gây nan tức ở, chúng ta không nên quan tâm và chúng ta phải loại bỏ những cái thông tin đó ra. Đó là những cái thông tin chính xác đến từ phía người thân.
Thì đây là cái cuộc gọi điện mới nhất của vợ cũ của Bằng Kiều gọi điện cho cô Wendy Phạm. Và Wendy Phạm là con gái ruột của Phi Nhung, quan tâm hết sức và cập nhật thông tin một cách chính xác nhất từ phía Bệnh viện Chợ Rẫy đưa ra để thông báo cho những người thân và cung cấp lên cho tất cả chúng ta cùng biết để chúng ta cùng vui mừng. Và đặc biệt chị vợ cũ của Bằng Kiều này là vừa mới trải qua cái ngày sinh nhật mà dự kiến là ca sĩ Phi Nhung sẽ ở bên Mỹ rồi là để dự sinh nhật luôn á, rồi đi diễn một cái show gì đó, nhưng mà vì ca sĩ Phi Nhung phải đi cứu trợ đồng bào bà con cho nên là ca sĩ Phi Nhung quyết định ở lại Việt Nam và dính vào dịch bệnh Covid-19. Thì cái số tiền mà đi ủng hộ mà mừng cho sinh nhật của vợ cũ Bằng Kiều á, thì vợ cũ Bằng Kiều sẽ đem đi để làm từ thiện hết và lấy tên của ca sĩ Phi Nhung để đi giúp bà con, mong Hồng là lấy được cái tốt đẹp nhất, những cái gì đó để hỗ trợ cho phía của Phi Nhung về cái mặt tinh thần, giúp cho Phi Nhung được trời Phật phù hộ độ trì cũng như Chúa sẽ ban phước lành để giúp cho Phi Nhung vượt qua cái sự đau đớn cũng như là mạnh mẽ chiến đấu để thắng được cái cơn bạo bệnh nha cả nhà. Đó là những thông tin mới nhất mà Lực Thàng vừa mới cập nhật cho mọi người. Thì mọi người cứ yên tâm và nhấn vào cái nút đăng ký đi ạ. Cũng ấn vào cái nút like thì phim của Lực Thàng sẽ nổi lên mỗi khi Lực Thàng cập nhật. Đó là những thông tin chính xác và kịp thời nhất để gửi tới tất cả mọi người trong chiều ngày 7 tháng 9 năm 2021. Có thông tin gì thì Lực Thàng sẽ cập nhật. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện tiếp tục để mong cho sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung ngày dần hồi phục và sẽ được tự thở trong thời gian ngắn nhất. Rồi những cái tiến triển tốt hơn về sức khỏe sẽ được bình phục một cách nhanh nhất để về với những người con nuôi và đi cứu giúp đời giúp người tiếp tục. Lực Tàng cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip đến đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.